À, vâng ạ. À, em xin chào toàn thể các bác nhé. Em xin phép là sẽ giới thiệu và test cực kỳ là ngắn gọn thôi. Em hiện tại đang đón tiếp anh Độ có địa chỉ tại Kiến An, thành phố Hải Phòng, và anh mua bộ sản phẩm có tổng trị giá 30 triệu cho em vợ của anh. Và thưa toàn thể các thân mến, những sản phẩm em phối ghép ở đây nó đều là sản phẩm hàng chất lượng, có độ bền cao, âm thanh hay và giá tiền hợp lý. Em phải giới thiệu đầu tiên đó là đôi loa B3, mã số là ZMG212, hàng bãi các bác nhé. Bát 30 từ 17 coi 7,6, tép từ 12 coi 4,4. Và đôi loa này em đang chào bán giá 11.500.000 tại cửa hàng các bác nhé. Và đây ạ, một quả súp điện hàng tech xịn các bác nhé. B3 là sản phẩm thương hiệu của Đức, tech là sản phẩm thương hiệu của Nhật Bản. Quả súp tech này chạy vỉ Aptis các bác nhé, và chạy mạch Class D thôi này các bác. Và con súp tech nếu các bác khai thác được thì nó có phần mềm luôn các bác nhé, súp điện nhưng chỉnh bằng phần mềm, ok chưa, nó quá đẳng cấp luôn. Quả súp này mới tinh là 12.500.000 đồng trên một quả các bác nhé, hàng mới tinh, mã số là QT12S. Quả này bát 30 các bác nhé, sử dụng bát xịn của GCF. Quả này thì nó không so với mấy quả súp 40-50 tầm trung trung các bác nhé. Quả này nó rất là hay luôn, các bác nhìn nó đẳng cấp từ cái mặt lưới này. Hàng mới tinh, súp tech. Một con đẩy B và B đúp D2008, công suất đạt 8 triệu một kênh, nội trở 8 ohm, dòng đẩy size 2U các bác nhé. Chạy mạch Class AB, bản nâng cấp sang mạch Class H. Con này là siêu bền rồi các bác ạ. Siêu bền, âm thanh hay, giá thành hợp lý. Giá của con đẩy này là 6 triệu đồng các bác nhé. Và bây giờ em xin được test âm, chỉ 3 thiết bị thôi ạ. Loa B3 11.500.000, súp tech 12.500.000, đẩy B-Loop giá 6 triệu. Và hiện tại thì em của anh Độ đúng không ạ, đã có vang và có micro rồi. Chỉ mua bộ này về là hoàn thiện thôi các bác nhé. Em mời các bác của anh em trải nghiệm. Em rất nhiều đẩy mới, toàn đẩy nhập khẩu chính ngạch các bác nhé. Toàn đẩy nhập khẩu chính ngạch thôi ạ. Đây là đẩy Alley, đây là đẩy PS. Và anh Độ thì vừa mua cửa hàng em một bộ sản phẩm với đẩy Alley loa P-Way, hôm nay là qua mua cho em vợ. Đấy, mua cho em vợ của anh. Toàn là các bác khách quen đã mua và rất quý mến em luôn. Ok, em xin phép là ngắn gọn như vậy thôi các bác nhé. Bây giờ sẽ là lên xe các bạn. Và thưa các thân mến, là anh Độ có chạy xe tải lớn, xe công qua nhà em. Thì xe anh đang đỗ về em sẽ chở qua xe cho anh. Đó, rất là nhanh chóng thân này các bác. Em giới thiệu lại một số mặt hàng em đang có để cho các bác của anh em tham khảo nhé. Loa B3 đây ạ. Úi giời, mà Độ bắn điếu cầy là kêu đấy. Điếu cầy đấy là anh em ở trong Thanh Hóa ra kỷ niệm em đấy bác Độ ạ. Hút kêu thế đúng không ạ. Em cảm ơn anh Độ nhá. Đây bác Độ là đã mua nhà em một bộ sản phẩm rồi, và hôm nay là mua cho em vợ đúng không ạ. Cậu này là cậu em đúng không ạ. Cậu em. Vâng, cậu em. Đây loa B3 Z212 các bác thấy không ạ? Em vừa về mười mấy đôi, hôm nay còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhanh quá đúng không ạ? 11.500.000 các bác nhá. Tiếp theo đi ạ, cứ vẫn là loa B3 đi. FORG12 đúng không ạ? Giá 12 các bác nhá, 12 triệu. CS12T còn 1 đôi, 2 đôi này, giá là 13.500.000. HF các bác nhá. HF 121 em có 3 đôi, 2 đôi đẹp và 1 đôi xấu. 2 đôi đẹp thì giá của nó là trên 17 dưới 18. Còn 1 đôi xấu giá của nó là 12.500 các bác nhá. Đây đôi xấu này. Đấy, đây là đôi đẹp này. Đấy, còn một đôi đẹp nó ở đâu nhỉ? À đây, 2 đôi đẹp, đây đôi đẹp, đây đôi đẹp, ok chưa? Đó. 2 đôi đẹp, giá có nghĩa là với bản thân của em luôn như này các bạn. Hàng đẹp thì giá đẹp, hàng xấu giá xấu các bác nhá. Đây là loa B3 đời Z, Z nguyên bản, chưa sửa chữa, không làm bất cứ một cái gì. Em còn 1-2 đôi đây ạ. Đấy cũng cùng nô thôi các bạn. Loa rất đẹp nhưng mà về có khi vận chuyển về nó bị xô từ. Thì em sẽ bán giá tốt hơn một chút.
Đấy, ok chưa? Bán tốt hơn một chút cho các bác của anh em. Ở kia là loa DK DA King. À, bát 30 mã số K2 giá 14.500.000 mới tinh luôn, hàng xịn anh em nhé. Đây là loa Tech. Đấy, loa Tech M12 bát 30 gỗ bạch dương anh em nhé. À, bát 30 từ leo và dòng leo bi. Giá 24.500.000 hàng mới tinh. Loa B3X12i hàng mới thì các bác có quan tâm không ạ? Hàng mới tinh. Sản xuất 2021. Quá đẹp luôn, giá 22.500.000. Loa súp EV mã số là EKX, ồ đời rất là cao, cao chót vót luôn. Giá 17.000.000 một quả các bác nhá. EKX bát 50. Đây là loa B3X12 nguyên xốp, còn thùng xốp đây ạ, X12i. Anh em quan tâm để ý nhá. Loa B3X8i. Đó. Loa B3 hỏa tiễn 4 số 3 đường tiếng đôi 30. Loa 4 số hỏa tiễn bát 40. Khủng của khủng. Đúng không ạ? Khủng của khủng luôn. Vang em cứ đưa cho anh thêm 2 dây ca lông em ạ. À quên. Còn cái súp line ở đẩy ra hoặc là lấy cho anh cái dây em ạ. À dạ vâng ạ, em cho lên có con xe siêu trường siêu trọng của em. Con này là cũng đánh đánh ngược như xe của anh đấy anh Độ ạ. Ở hai thân đấy ạ, xe này cũng hai thân đấy ạ. Cũng lái ngược như công của anh thôi. Đây là súp Tech. Vâng ạ. Nhiều lúc cứ vui mới lại nói với mấy anh và là em không có tiền, chứ em có tiền em mua con ô tô em đi lại cho nó nhàn, chứ làm sao em phải đi con xe lôi này, đúng không ạ? Rất hiệu quả đấy các bạn ạ. Ok chưa? Em sẽ chở đồ của anh Độ ra xe của anh và chở cả anh ra luôn ạ. Đẩy bê rúp các bác nhá. Còn lại 23 ạ. Đây loa B3G anh em nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em đã quý mến, tin tưởng và luôn luôn ủng hộ những sản phẩm mà cửa hàng em chào bán cung cấp ạ. Và cảm ơn các bác đã giới thiệu anh em, bạn bè, người thân của mình về với cửa hàng em luôn để mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh cũng như là các set combo. Và em xin phép gửi lời chào tất cả các bác nhé. Em hẹn gặp lại các bác cùng toàn thể quý anh chị em ở một clip tiếp theo ạ.